Một trong những người lính ấy ôm cây đàn phong cầm từ ngoài biển xa vào thành phố. Anh nghỉ ở nhà tôi để thi vào nhạc viện. Đêm đêm trộm nghe anh, tưởng như một người lính Nga lãng mạn đang chơi đàn. Chiến tranh ở đâu cũng vậy, cũng chỉ một hình hài. Tâm hồn người lính ở đâu cũng vậy, cũng chỉ cùng một vẻ. Đến cái chết cũng tựa như nhau. Bao nhiêu năm sau gặp lại tôi, anh mừng muốn khóc. Anh biết là tôi đã viết về anh, người lính hải quân năm nào và lũ trẻ con đã lớn lên trong khu phố bom bồi ngày ấy. Một trong những người lính ấy ôm cây đàn phong cầm từ ngoài biển xa vào thành phố. Anh nghỉ ở nhà tôi để thi vào nhạc viện. Đêm đêm trộm nghe anh, tưởng như một người lính Nga lãng mạn đang chơi đàn. Chiến tranh ở đâu cũng vậy, cũng chỉ một hình hài. Tâm hồn người lính ở đâu cũng vậy, cũng chỉ cùng một vẻ. Đến cái chết cũng tựa như...